Hôm nay ngày 17 tháng 5 2022, tôi Văn Oan Dương Thị Lan, tỉnh Lạng Sơn cùng với bà con Văn Oan các tỉnh Bình Dương, Long An, Kiên Giang, Bình Định, Ninh Bình, Gia Lai, Tuyên Quang, Tây Ninh, Lâm Đồng đến Bộ Chính trị cùng các ban ngành trung ương để kêu cứu và đề nghị Ban Thường vụ Quốc hội cùng đoàn giám sát của Quốc hội vào cuộc buộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh giải quyết trả lại đất đai, nhà cửa cho nhân dân để nhân dân chúng tôi được sớm về quê hương ổn định cuộc sống. Trong đây đó thì quý vị sẽ thấy một người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Loan. Nguyễn Thị Loan đó là mẹ của Hồ Duy Hải, là người mà nằm ở dưới đất để mà biểu tình cho con của mình được tự do là anh Hồ Duy Hải. Nói về vụ án Hồ Duy Hải thì quý anh chị em nhớ đó là vụ án của bưu cục cầu voi. Bưu cục cầu voi đó, khi mà họ không có đủ bằng chứng, họ mua dao mua thớt ở ngoài vào, gọi là không có vật chứng mà họ mua dao mua thớt mới về để mà kết tội của anh Hồ Duy Hải. Thì hôm nay tôi tường thuật lại cái cuộc biểu tình. Bà chui vào đầu cái của con đi để cho dễ. Đảng Cộng sản Việt Nam, quang dinh vô năm. Cái cuộc biểu tình này đó là TV256 nghĩ rằng là rất là quan trọng. Và người dân đang phẫn quốc tột cùng vì cái chế độ cộng sản không nhất quyết không thả anh Hồ Duy Hải, trong khi anh Hồ Duy Hải đã bị 14 năm tù. Quý anh chị em thấy đó, cái vụ án Hồ Duy Hải nếu mà vào ở trong Google đó rồi search Wikipedia thì quý anh chị em nhớ lại đó là vào ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu cục cầu voi ấp 5 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trong đó hai nhân viên bưu điện là Nguyễn Thị Ánh Hồng sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Thu Vân sinh năm 1987 bị giết bằng cách cắt cổ. Ngày 21 tháng 3 2008, nghi phạm Hồ Duy Hải sinh năm 1985 bị bắt. Qua hai lần sơ thẩm, cái bản án này nó dài dòng lắm, thành ra trên TV256 cho quý em chị coi phía bên tay phải đây là những cái sự mà tường thuật của Wikipedia. Đó là tiếng nói của bà Nguyễn Thị Loan đó, thưa quý anh chị em. Họ hoàn toàn không có bằng chứng để mà kết tội Hồ Duy Hải. Họ mua những cái vật chứng mà họ mua ở ngoài chợ để mà mang về để mà làm vật chứng. Họ hoàn toàn không có vật chứng mà họ kết tội người ta và họ giam cầm người ta suốt 14 năm trời, từ 2008 đến 2022, mà đến bây giờ vẫn không thả anh Hồ Duy Hải. Đó, quý vị coi ở trên màn ảnh đó thì
cái bưu cục cầu voi như vậy đó. Thớt dao gì đó trong cái chứng cứ này đã bị thiêu hủy. Con dao mà bị thiêu hủy, hoàn toàn không có vật chứng mà kết tội người ta. Cái vụ án này nó rất lớn, tử tù Hồ Duy Hải nè. Đó quý anh chị em đọc ở trên phía bên tay phải. Nó nhiều quá rồi, TV đọc không hết đâu. Đó, quý anh chị em tự đọc đi. Thank you.
lên cho mình đưa đi tục hạt đấy mày được kia nó bắt lên cho xe kia để chở đấy. Quý vị thấy trên cái Wikipedia đó có bản kiến nghị với 25.000 chữ ký được gửi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang để kêu oan cho Hồ Duy Hải mà đến bây giờ cũng không giải quyết được, vẫn gọi là bắt giam Hồ Duy Hải suốt trên 14 năm trời. TV256 đã từng phỏng vấn bà Nguyễn Thị Loan là cũng là 2-3 lần nhé. Khi mà một bản án mà không có vật chứng, không có nhân chứng mà vẫn bỏ tù người ta suốt 14 năm trời như vậy, bỏ tù một cái thanh niên vô tội như vậy. Trong đây cũng có Tô Ân Sô nữa nè. Tô Ân Sô với Trần Đại Quang, Tô Ân Sô với Tô Lâm, hai người ăn bò giáp vàng đó. 37.000 bảng Anh, gọi là tương đương với 51.000 đô la. Họ ăn một bữa ăn gọi là 51.000 đô la mà họ coi là như là vô tội. Và Tô Lâm còn đang tháp tùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính nữa. Họ coi thường pháp luật đến như thế nào. Một bữa ăn của họ 51.000 đô la đó thưa quý anh chị em. Chẳng lẽ họ không có tiền để mà bồi thường cho Hồ Duy Hải hả? Nếu mà Hồ Duy Hải bị án oan đó là phải bồi thường. Thành ra nếu mà họ thả Hồ Duy Hải đó, họ phải tốn gọi là bạc triệu đô la đó. Bồi thường một năm vài tỷ bạc thôi là cũng lên tới mấy triệu đô la đó. Thành ra họ nhất quyết họ không thả Hồ Duy Hải. Mà người ta nói rằng đó, cái bản án của Hồ Duy Hải đó mà thả cũng không được, mà giam cũng không xong. Và cái bản án này nó có thể làm lật đổ cái chế độ mà độc tài gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam đang cai trị người dân. Thành ra đất nước của chúng ta đó đang có hàng triệu dân oan. Hàng triệu dân oan ở hải ngoại, hàng triệu dân oan ở trong nước.
chẳng có ai mà bỏ nước ra đi nếu mà cái đất nước đó tốt đẹp, cái nhà cầm quyền tốt đẹp, chẳng có ai bỏ nước ra đi hết. Thành ra đối với TV256 cũng vẫn là dân oan. Tất cả người hải ngoại khi bỏ nước ra đi họ là những dân oan. Và cả đồng bào trong nước hàng triệu dân oan đang xuống đường biểu tình như thế này. Khắp 63 tỉnh thành đều là có những dân oan để mà biểu tình, để đòi đất, đòi nhà, đòi cửa. Thành ra cái bản án của Hồ Duy Hải đây cũng là cái bản án kết liễu cái chế độ mà độc tài độc ác Đảng Cộng sản Việt Nam. TV256 nghĩ như thế đó. Nếu mà tất cả đồng bào ở trong nước và hải ngoại đều quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải, cùng đồng lòng xuống đường, thì cái chế độ này nó sẽ không có thể nào mà nó tồn tại được. Tại vì nó gây ra tất cả những bất công như vậy. Trước sau gì đó, mọi người mà không nghĩ rằng mình không liên quan á, mình không liên quan á, thì cái chế độ nó còn tồn tại hoài. Thành ra tất cả những người Việt Nam phải đứng lên, phải coi cái chuyện mà bản án tù của Hồ Duy Hải chính là bản án của mình trong tương lai đó. Nếu mà quý vị không đứng lên á, thì cái chế độ này nó vẫn tồn tại hoài. Tất cả chúng ta đều là dân oan, từ trong nước đến hải ngoại. 100 triệu người đó là 100 triệu dân oan. Chỉ trừ là mấy cái thằng mà nó cầm quyền thôi. Thành ra cái vụ án Hồ Duy Hải là cái vụ án của chúng ta. Vụ án tương lai của chúng ta cũng sẽ trở thành một dân oan như là Hồ Duy Hải. Kinh hoàng thiệt. Một cái vụ án mà 14 năm trời, người ta Hồ Duy Hải đã ở tù 14 năm trời. Mà quý anh chị em biết đó là cái nhà tù mà để giam Hồ Duy Hải gọi là tử tù đó, nó khắc nghiệt như thế nào. Thành ra mẹ của vợ Hồ Duy Hải vẫn tiếp tục kêu oan cùng với tất cả những dân oan mất nhà mất đất. Rồi cái bọn công an nó đưa xe bus đến để mà nó chở tất cả những dân oan gọi là không biết đi đâu. Một bản án mà không có vật chứng, không có nhân chứng mà làm sao mà kết tội người ta được. Hồ Duy Hải vô tội. Cái chế độ cộng sản này đó, họ cứ kéo dài bản án như thế này đó,
là của trung ương để vào cuộc để cứu dân Oan tỉnh Lạng Sơn chúng tôi. Là họ muốn gọi là cái vụ án này nó trở thành cứt trâu hóa bụng rồi, làm cho người ta không có nhớ lại nữa. 14 năm trôi qua ai mà nhớ nữa. Ngay chính những gì mà TV256 phỏng vấn bà Nguyễn Thị Loan đó, đến bây giờ TV256 cũng quên mất hết, đâu còn nhớ cái gì đâu. Chỉ nhớ rằng là không có vật chứng, là cái thớt, cái dao được mua từ ngoài chợ mang về để làm vật chứng. Quý anh chị em thử nghĩ, một cái tòa án gì mà kỳ cục như vậy, thử hỏi không có vật chứng, con dao ở đâu vậy? Con dao ở đâu vậy thưa quý anh chị em? Con dao cái thớt ở đâu? Mua ở ngoài chợ đó, mua ở ngoài chợ để mà làm vật chứng mà vẫn kết tội Hồ Duy Hải như thường, mà kết tội mà bây giờ 14 năm rồi cũng không giải quyết được nữa, là làm sao vậy? Phải không? Nếu mà các anh không kết tội được người ta, không tử hình được người ta thì phải thả người ta. Không thể nào mà anh nói là anh không tử hình rồi anh cứ giam người ta hoài như vậy được. Một cái chỗ độ gì mà lưu manh mất dạy như vậy, mà đàn áp người dân như vậy, riết rồi người dân trở thành, ai cũng trở thành dân oan hết. Xin lỗi quý anh chị em, mình nhớ lại những cái bản án của Hồ Duy Hải này, mình thấy mình rất là căm phẫn, chịu không nổi luôn á. Mà cái bản án này đó, theo mình nghĩ nó là cái bản án người là kết thúc cái chế độ này. Nếu mà người dân quan tâm đến vấn đề Hồ Duy Hải, quan tâm đến hàng triệu dân oan ở trong nước của 36 tỉnh thành xuống đường để mà biểu tình đòi phải thả Hồ Duy Hải, 14 năm tù rồi chứ đâu phải là cái chuyện đùa đâu, 14 năm tù oan ức rồi, khi mà không có bằng chứng thì phải thả người ta, không có thể nào mà kết tội người ta là tử tù rồi không tử hình mà đưa qua thời ông Trương Tấn Sang, rồi thời ông Trần Đại Oan, Đại Quang, không ai giải quyết được, rồi cứ tiếp tục giam cầm người ta cho đến ngày hôm nay, vô lý không? Rốt cuộc nói thiệt, tất cả chúng ta đều là dân oan, đồng bào hải ngoại cũng là dân oan, không có ai mà muốn sống ở hải ngoại hết á, nếu mà cái đất nước chúng ta không có cộng sản. Tại vì cái cộng sản nó quá tàn ác như vậy, nó coi mọi người là dân là kẻ thù của nó, và nó ăn xài là xa xỉ, thấy không? Giống như là đại tướng Tô Lâm đó, nó là thằng bộ trưởng công an đó, mà bây giờ nó ăn xài như thế, một bữa ăn của nó 51.000 đô la. Một bữa ăn nó 51.000 đô la rồi nó coi giống như là nói vô tội thôi. Nó vẫn được tháp tùng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính để mà qua bên Mỹ. Qua bên Mỹ rồi là chửi thề, làm cái chuyện tồi bại, làm chuyện nhục quốc thể. Một cái chế độ như vậy mà TV256 hỏi quý vị xứng đáng tồn tại không? Thành ra quý vị phải coi cái bản án của Hồ Duy Hải chính là cái bản án tương lai của quý vị đấy. Nếu mà chế độ nó vẫn còn tồn tại thì quý vị trở thành một dân oan giống như Hồ Duy Hải thôi. Thành ra quý vị phải quan tâm, phải xuống đường cùng đồng bào dân oan khắp gọi là 63 tỉnh thành để mà lên án cái chế độ này. Cái chế độ tàn độc này phải sụp đổ, không có còn cách gì khác hết á. Người dân phẫn nộ đến tột cùng mà tại vì người ta quên thôi. Cái thời gian nó cứ đi qua, đến bây giờ 14 năm rồi, gần như mọi người đều quên hết. Ngày hôm nay cái vụ án Hoàng Hồ Duy Hải được nhắc đến là cái ngày là
TV256 nghĩ rằng đó là cái ngày báo tử cho cái chế độ mà cộng sản này. Nó quá tàn ác, tàn độc với dân tộc Việt Nam mình. Nó coi người dân người Việt Nam mình là kẻ thù. Rồi nó muốn cướp nhà, cướp đất lúc nào cũng được hết. Rồi nó đội trên đầu của nó là thằng Trung Cộng. Nó dùng lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, lá cờ của giặc Tàu, lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của giặc Tàu, và tên giặc Hồ Chí Minh là cái tên gián điệp của giặc Tàu. Người ta đã có bằng chứng như thế rồi. Vô rồi Google là search ra là đủ bằng chứng để mà kết tội cái thằng đó là cái thằng gián điệp của giặc Tàu. Nó là thiếu tá tình báo của giặc Tàu. Nó tên nó là Hồ Quang. Ai cũng hiểu điều đó. Thành ra đó, chúng ta đòi hỏi nó phải DNA đi, DNA cái xác của Hồ Chí Minh, để mà biết rằng là cái xác của thằng giặc Tàu. Nó đâu có đủ can đảm để nó DNA cái thân xác của Hồ Chí Minh đâu. Thành ra nó vẫn tiếp tục cai trị người dân. Nó giống như là những quan thái thú của giặc Tàu thôi. Nó không dám kêu là giặc Tàu đó, tại vì mình gọi nó giặc Tàu tại vì nó đang cướp đất của mình. Nó đang cướp Hoàng Sa, Trường Sa của mình. Nó đang cướp Ải Nam, Quan Thác, Bản Dốc, Bãi Tục Lãm, núi đất Lão Sơn của mình. Thì mình phải gọi nó là giặc Tàu. Và người ta xuống đường biểu tình thì nó bị nó đạp mặt. Người dân xuống đường biểu tình chống giặc Tàu nó đạp mặt. Thì nó là ai? Nó là ai mà nó sử dụng lá cờ Phúc Kiến của giặc Tàu? Rồi nó sử dụng cái tên gián điệp Hồ Chí Minh của giặc Tàu để mà làm chủ tịch nước. Rồi nó tôn thờ cái tên giặc Tàu như vậy. Tại sao chúng ta im lặng được? Tất cả đều phải quan tâm đến vụ án của Hồ Duy Hải. Đồng loạt xuống đường để mà đòi tự do cho Hồ Duy Hải thì chúng ta giải quyết được cái bài toán của Việt Nam. Một cái chế độ mang rợ như vậy, họ thà kết án oan cho 10 người họ thà kết án oan cho 10 người mà trong đó là có một người vô tội. Cái chế độ này là nó oan ức thôi, nó không care, nó không cần gì hết á. Ai cũng trở thành cái nạn nhân oan ức hết đó. Nó không bao giờ nó chịu tha lầm cho một người đâu. Nó không chịu, nó nghĩ rằng là tha cho Hồ Duy Hải là tha lầm. Thành ra nó bắt buộc nó phải kết tội Hồ Duy Hải, dù nó biết rằng là nó không có đủ bằng chứng. Thành ra sẵn hôm nay là TV kêu gọi đồng bào trong nước và ngoài nước phải quan tâm đến vấn đề Hồ Duy Hải. Tại vì sớm hay muộn mà chế độ này nó còn tồn tại đó, tất cả chúng ta đều trở thành dân oan của chế độ. Tương lai là như vậy á. Tương lai là trở thành dân oan của chế độ. Từ ở trong nước cho đến hải ngoại cũng trở thành cái dân oan của chế độ hết á. Cái chế độ mà lưu manh mà cùng cực như vậy, lưu manh như vậy làm sao mà chúng ta sống nổi? Không bằng chứng thì phải thả người ta ra chứ. Đâu mà cứ giam cầm người ta hoài. Còn tử hình thì tử hình mẹ nó đi. Nếu đủ bằng chứng thì cứ tử hình đi. Còn không đủ bằng chứng phải thả người ta ra chứ, đâu phải là cứ ngâm tôm hoài, làm cứ trâu riết rồi thành hóa bùng luôn. 14 năm là nó hóa bùng rồi. Rồi bây giờ ai còn nhớ nữa?
Nhưng mà may mắn là TV đã từng phỏng vấn bà Nguyễn Thị Loan, thành ra TV còn nhớ được mang máng thôi. Nhớ mang máng mới lôi ra cái Wikipedia này cho quý anh chị em coi đó. Nó đau thương tới một người mà bị oan ức như thế nào. Không có bằng chứng mà đi kết tội người ta, tử hình người ta. Giao thớt thì mua ngoài chợ đem về. Quý chị, anh chị em coi nó mang rợ không? Hồ Duy Hải chỉ là một người chết thế thôi. Người ở tù thế cho cái tên mà Nguyễn My Son hay là Nguyễn Văn Nghị gì đó. Cháu của bà gì đó mà cái vụ án vô cục cầu vơi này đó, nói là Nguyễn Văn Nghị là cháu của bà Trương Mỹ Lan đó, đại khái tôi nhớ là như vậy đó. Dòng họ Trương đó là có liên quan đến Trương Tấn Sang rồi Trương gì đó. Bây giờ lâu quá rồi người ta còn quên hết rồi. Chế độ gì mà kỳ vậy? Phải thả người ta ra chứ. Khi mà mình không đủ bằng chứng kết tội thì mình phải thả ra. Còn mình đủ bằng chứng kết tội thì mình tử hình đi. Mình đưa ra đủ cái bằng chứng tử hình đi. Mà bằng chứng tử hình làm sao có? Làm sao có bằng chứng mà tại vì chính miệng nó mà. Chính miệng nói là nó mua thớt, mua dao từ những người bán dao bán thớt đó. Nó mua về để mà làm bằng chứng. Chế độ gì mà kỳ cục vậy? Chế độ kiểu này là ai cũng trở thành văn oan cho chế độ hết. Nếu mà tất cả chúng ta im lặng, nói thiệt mình nóng máu chứ, mình chịu không nổi. Cái chế độ này nó ghê gớm quá đi, nó quá nhiều cái bằng chứng mà ngoại phạm nữa. TV nhớ như vậy nữa, khi mà TV phỏng vấn bà Nguyễn Thị Loan đó 2-3 lần đó, TV thấy rõ ràng là cái Hồ Duy Hải là người ngoại phạm. Họ không có liên quan gì đến bản án hết đó. Rồi tự nhiên bắt người ta, rồi đòi tử hình người ta. Rồi, thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mong rằng TV mong rằng cái clip này được mọi người đều lắng nghe. Tại vì cái clip này TV nghĩ nó là quan trọng, tại vì nó liên quan đến tất cả chúng ta. Nó liên quan đến tất cả mọi người trong và ngoài nước. Để đừng trở thành cái dân ngoan cho cái chế độ cộng sản này.